chuyện kinh dị, những khách sạn, căn trọ và ngôi nhà ma ám do tài xế kể. Nguồn: Diễn đàn ô tô Sài Gòn, Diễn đàn ô tô Fun và Diễn đàn VOZ. Giọng đọc: Tả Từ, Bí ẩn Radio. Ngày trước, tôi có ở một đêm tại một resort ở Mũi Né. Phòng gia đình của tôi ở số mấy cũng quên rồi, nhưng là dãy bên tay trái bên ngoài bước vào, phòng thứ hai từ trong tính ra. Tối hôm ấy, lái xe đến nơi cũng là khoảng 8:30. Lúc vào nhận phòng thì chúng tôi có cảm giác vắng vẻ. Có hỏi lễ tân ở đây có khách không thì nhận được câu trả lời rằng tất cả các phòng đều đã full, nhưng là vì toàn khách Tây nên im mắng chứ không ồn ào như các khách khác. Sau khi nhận phòng, gia đình tôi vào phòng chuẩn bị sửa soạn hành lý thì bỗng nghe đập cửa cái đùng. Tôi tưởng là nhân viên nên vội ra mở cửa thì thấy trống không. Tự nhiên nhóc của nhà tôi lại nói rằng ở đây chắc không có ma đâu ba nhỉ. Tự nhiên lúc đó tôi cảm thấy dần giận. Sau đó cả nhà đi ăn tối xong về ngủ để mai đi tắm biển. Cả nhà nằm xuống là ngủ ngay, còn mình tôi thì chưa ngủ được thì bỗng nhiên lại nghe tiếng đập cửa thùng một cái. Ngọn đèn ngủ loại điều chỉnh được độ sáng bỗng sáng sáng rồi tối tối, sau đó thì tắt hẳn. Tôi bực mình quá nên ra ngoài mở cửa xem là ai đã phá thì thấy bốn bề không có ai, tối đen như mực. Mặt trước thì nhìn ra xa còn thấy cổng bảo vệ, còn mặt sau là một bãi đất trống tối thui. Các phòng này giống như là chủ tận dụng đất để xây thêm chứ không phải là quy hoạch ban đầu nên nằm khá biệt lập. Tối đó tôi không ngủ được vì cái tiếng đập đùng đùng đó, mà tôi thì không muốn gọi đổi phòng vì cả gia đình lúc này đã say ngủ rồi. Ngày hôm sau, bà xã tôi kể tối qua có nằm chiêm bao nhặt cuốn vở, về lật ra thì toàn hình ảnh ma quái. Lúc trả phòng, cô lễ tân chào và hỏi gia đình có ngủ ngon không. Tôi mới hỏi khách sạn này có ma không em, thì cổ chỉ cười cười không đáp. Câu chuyện thứ hai. Mùa hè năm 2010, tôi có mua tour của một hãng lữ hành, đưa vợ và hai con nhỏ đi Siem Reap ở Campuchia tham quan đền Angkor Wat. Từ Sài Gòn đến Siem Reap lúc 10 giờ tối, xuống xe xong đi nhận phòng thì hai đứa nhóc ở lầu 2, còn vợ chồng tôi ở lầu 3. Trên lầu 3 rất vắng khách. Khi nhân viên khách sạn mở cửa giao phòng, ngay lúc bước vô, tự nhiên tôi thấy rùng mình nổi cả da gà, một cảm giác rất lạ. Tuy nhiên tôi nghĩ do mình đi đoạn đường rất dài nên mệt thế thôi. Thu xếp đồ đạc xong, bà xã vào tắm trước, tôi bật tivi lên xem. Được một lát thì tôi nghe tiếng bước chân ngoài hành lang đi đến và dừng lại trước cửa phòng tôi. Tôi nghĩ chắc hai đứa nhóc nhà tôi tìm phòng lấy laptop để chơi game, nên tôi đứng dậy đi đến mở cửa thì lại không thấy có ai. Cả hành lang rộng mênh mông, đèn sáng choang, không một bóng người. Khi bà xã tắm xong tới phiên tôi. Lúc đi ra thì thấy bà ấy nói khi đang sấy tóc có người đến gõ cửa phòng, nhưng khi mở ra thì không thấy ai. Bà xã phỏng đoán hay là chú hướng dẫn tour tìm để giao passport để sáng mai mua vé đi tham quan. Nhằm xác minh thông tin, tôi bèn gọi điện cho chú hướng dẫn tour thì chú ấy đang bận dẫn khách nước ngoài đi ba rồi. Nằm một tí thì giường ai nấy ngủ. Xin được nói thêm, tôi là giám đốc nhà máy cưa công suất lớn nên bà cả đã không cho ngủ chung nữa rồi. Đến nửa đêm tôi dậy đi tè thì nghe giường bên bà cả đang cựa quậy và u ớ liên tục, mồ hôi ra đầy người. Tôi lên một hồi thì bà ấy mới tỉnh dậy và việc đầu tiên là ôm chầm lấy tôi. Phải một lúc lâu bà cả mới hoàn hồn và kể lại. Bà mơ một giấc mơ rất dài, thấy hai đứa nhỏ khoảng 16-17 tuổi, một nam một nữ, nắm tay lôi đi đến một nơi đầy xác học sinh chết và bị thương. Bà xã tôi không đi, chống cự lại nhưng không được. May mà tôi lay bà ấy tỉnh dậy. Thế là bà xã ôm mền qua ngủ chung với tôi luôn, không dám nằm một mình nữa. Sáng hôm sau, chúng tôi đi gặp lễ tân để đổi phòng. Sau đó, khi đang trên đường đi tham quan, bà xã tôi hốt hoảng chỉ mấy học sinh người Campuchia và nói hai đứa nhỏ lúc nằm mơ cũng mặc bộ đồ này. Luôn mấy ngày đó, bà cả nhà tôi cứ nằng nặc đòi đi về. May mà hai đứa nhóc và tôi năn nỉ thì mới thôi đi.
Hình như khách sạn nào cũng như vậy, vắng vẻ là có ma. Câu chuyện số 3. Không biết ở đây có ai ở ký túc xá Ngô Gia Tự không? Ngày xưa phòng mình ở dãy số 16, phòng 16/1. Phòng này nằm trong góc của ký túc xá, bên cạnh một hồ nước lớn, vì vậy ám khí hơi nhiều. Trong mỗi phòng có 5 giường tầng, tức là gồm 10 cái giường. Để tiết kiệm không gian, chúng tôi nối các giường lại với nhau bằng các thanh gỗ, rồi để các giường đựng đồ lên đó. Năm đầu nói chung là yên ổn, đến năm thứ 2, cứ đến 10 giờ đêm là các giường bắt đầu rung nhẹ nhẹ. Vì các giường nối với nhau nên một giường rung là tất cả các giường đều rung theo. Ban đầu chúng tôi rất sợ hãi, nhưng sau đó có nghiên cứu và thấy sự rung xuất phát từ giường ngoài cùng sát cửa sổ. Tội nghiệp cái anh bạn nằm giường dưới đi mua đồ về cúng mà vẫn không hết, đành phải xuống đất trải chiếu mà nằm, để giường trống thôi. Những em sinh viên khóa sau vào thì cũng sợ quá, xin đi phòng khác. Thời đó không như bây giờ đâu, kiếm được một suất ở ký túc xá rất khó khăn, nên chúng tôi dù sợ nhưng vẫn phải ở đó. Sau này đi làm, tôi cũng có gặp một số chuyện kỳ lạ. Số là tôi có làm việc với Hội Tây Á. Công ty tôi có thuê nhà riêng cho tụi nó ở, trong đó có nhà cho ông trưởng dự án. Có hôm đang đêm 1-2 giờ, ông gọi tôi như điện giật tới nhà ông ngay vì có trộm. Tôi lào bào vì đang ngủ, bảo ông chịu khó lắng nghe rồi alo lại. Sáng hôm sau cả hội đi làm, ngồi cà phê sáng thì ông mới nhắc lại câu chuyện hồi đêm. Ông ấy đang ngủ thì nghe tiếng ầm ầm gì đó ở trên tầng trên cùng, rồi lục cà lục cục. Ông không tin là có ma, bèn bật đèn lên hết rồi lên tìm coi có gì trên đó. Vì tầng trên cùng là tầng lửng nên rất dễ tìm, vì chả có đồ đạc gì ở đó. Ông ấy xuống ngủ lại thì lại nghe tiếng lục đục, thế là ông ấy nghi ngờ có trộm. Vì trước đó bà vợ của ông cũng có nói chuyện là cứ đi vào bếp làm cơm, chồng đi làm cả ngày, là bà ấy cứ cảm thấy như có ai đó đang nhòm mình. Tôi mới nghĩ chắc là có vấn đề gì đó liên quan đến tâm linh rồi, hỏi ngay chủ nhà về cúng bái thế nào thì họ vẫn bảo là có. Thế là tôi cho người mua trái cây nhang đến cúng ngay, đều đặn hàng tháng vào ngày rằm vào mùng 1. Chuyện phá phách từ đó cũng không còn nữa. Riêng với mấy người Hồi giáo đó ở nhà khác thì bọn nó cũng gặp một vài trường hợp như vậy, nhưng họ không sợ như mình đâu. Bên mình thì bỏ nhà đi ngay để thuê nhà khác rồi. Và những điều bí ẩn thì vẫn đang diễn ra hàng đêm với họ, như đang ngủ thì bị gãi dưới lòng bàn chân rất nhiều lần, nhiều ngày. Có người lúc ở trong phòng đóng cửa vào mà cứ thấy cuốn sách của họ cứ lật từng trang một. Câu chuyện thứ tư. Năm 2011, tôi với F1 5 tuổi bám càng sói nhà tôi đi công tác trong Sài Gòn. Nhà tôi thì hay ở khách sạn ở trên đường Trần Não, quận 2. Khách sạn này có hai khu, một bên có thang máy, một bên là cầu thang bộ. Bình thường gia đình tôi vẫn ở bên khu có thang máy. Lần này do khách đông quá nên khách sạn họ bố trí cho ở bên khu thang bộ và phòng 301. Lúc nhận phòng thì sói nhà tôi có bảo phòng này có gì đó lạ lắm và nhất quyết đòi đổi phòng. Lễ tân hứa đến 12 giờ trưa hôm sau có phòng bên thang máy thì sẽ gọi điện trao đổi cho gia đình. Thôi thì có ngủ một đêm thôi nên tôi động viên sói chấp nhận. Do phải lái xe liên tục nên sói nhà tôi tắm xong là ngủ luôn. Tôi thì nằm mãi mà không ngủ được, trong người buồn chồn hồi hộp. Nằm được một lúc thì tôi cũng lơ mơ ngủ đi. Bỗng nhiên tôi thấy có hai cánh tay đen xì, và một cánh tay thì bịt mồm tôi không cho kêu. Tôi liên tưởng đến câu nói lúc vào phòng của sói nhà tôi nên cũng thấy sợ sợ. Cả đêm chả dám ngủ nữa, đành ngồi bật tivi và canh cho sói với F1 ngủ. Tôi luôn có cảm giác như có một bóng đen là nữ cứ lượn quanh phòng. Sáng hôm sau, theo lịch 8 giờ thì sói nhà tôi đi gặp khách hàng. Tôi dậy đóng cửa phòng rồi chờ đến 9 giờ để mấy bà chị đến đón đi chơi. Lúc tôi vào toilet để vệ sinh cá nhân thì bỗng nhiên F1 đập cửa phòng toilet, vẻ mặt hốt hoảng rồi nói với tôi: "Mẹ ơi, có ai nằm ở trên giường ấy?" Tôi hiểu chuyện nên bảo rằng: "Làm gì có ai đâu con, bóng nó chiếu vào đấy." Chứ thật ra tôi cũng biết chuyện gì rồi. Tôi giải thích như vậy với F1
là vì lúc này cũng đã gần 9 giờ. Sài Gòn vào tháng 4 thì nắng nóng khủng khiếp. Cửa sổ khách sạn là cửa kính, có rèm rất dày nhưng nóng vẫn xuyên qua được. Đến trưa thì sói nhà tôi về thu dọn hết đồ đạc và thông báo với tôi chuyển khách sạn vào quận nhất. Ngày hôm sau, tôi về sói ngồi ăn trưa với khách hàng. Trong câu chuyện thì anh khách ấy hỏi về chỗ ăn nghỉ của vợ chồng tôi. Nói đến tên khách sạn thì anh này kêu lên luôn: vừa mấy tháng trước có vụ giết người ở phòng 301 đấy. Câu chuyện số 5. Tôi xin góp một mẩu chuyện của người bạn không thân lắm. Anh này từ nhỏ được bạn bè nể phục vì tính khí mạnh mẽ, còn giỏi võ nghệ, chẳng sợ điều gì. Tôi còn nghe bạn bè kể lúc nhỏ mỗi khi sợ ba đánh, còn ra nghĩa địa ngủ, rồi sáng mới về. Anh này ở La Ghi, nói chung là sống chẳng sợ gì. Hiện nay anh đang làm đầu bếp ở một nhà hàng lớn tại Sài Gòn, giờ khoảng 30 tuổi. Cách đây một năm, tôi có nhậu với bạn này và bạn than vợ mình đang bị ma ám. Do có nghề bếp, anh có thuê một căn nhà ở khu Phạm Văn Hai, quận Tân Bình để quay heo bán tầng trệt. Còn tầng 1 và tầng 2, hai vợ chồng và thợ ở. Khi về ở đây thì thợ thường kể rằng họ bị ai đó phá, như tắt đèn, gõ cửa khi đang tắm hoặc đi toilet. Anh này thì không sợ, nhưng do buôn bán nên cũng nghe lời khuyên. Mỗi bữa thì bới thêm một chén cơm để mời người vô hình ăn. Lúc đầu thì mọi chuyện yên ổn, nhưng sau một tháng thì lại bị phá. Cộng thêm công việc kinh doanh sa sút, một hôm đang ăn cơm thì anh này bực và nói với đại ý: tốn cơm gạo mà bị phá hoại nữa. Thế là bỗng một hôm vào buổi tối, vợ anh này nói với chồng thấy có người đi ngang qua cửa phòng, và vài hôm sau thì bỗng nói lảm nhảm một thứ tiếng gì đó, mỗi đợt kéo dài tới vài phút. Thằng bạn làm mọi cách nhưng không ngăn cản được vợ mình nói thứ tiếng lạ đó. Khi bà vợ tỉnh hỏi lại thì nói là lúc đó không biết mình đang nói gì, cũng không ngăn cản được. Sau khi tìm hiểu kỹ, biết là khu vực này trước kia là nghĩa địa, chủ nhà có đạo Công giáo nên không cúng kiếng gì. Sau một thời gian thì hai vợ chồng thằng bạn cũng trả nhà đi. Câu chuyện thứ 6. Gần cảng Ba Ngòi, huyện Cam Ranh, có một ngôi biệt thự Pháp nằm trơ vơ trơ trọi trên một đỉnh đồi cao. Gió lồng lộng bốn bề, xung quanh không một bóng cây to nào ngoài những bụi xiêm tím và cỏ dại mọc lưa thưa. Ngôi biệt thự này rất to, cùng với 9 phòng, tứ phía đều có hành lang rất rộng. Móng được xây bằng đá trẻ, tường bằng gạch đất nung, có nơi dày đến 0,6 mét. Lâu ngày xuống cấp thì móng đá có nơi lún nứt cục bộ, và vôi vữa thì bong chóc nham nhở lòi ra cả mảng tường gạch màu đỏ xám xịt. Trước đây theo những bậc lão thành địa phương kể lại, ngôi biệt thự Pháp này là nơi mà các phòng nhì của tướng Pháp dùng thường xuyên tra tấn các tội phạm chính trị, hình sự các loại, và không biết bao nhiêu người đã chết ở đấy, sau đó bị quăng xác xuống biển. Sau này lúc người dân địa phương tiếp quản nơi ấy thì thấy trên các vách tường đều thấm và dính đầy máu nên đặt tên cho nó là ngôi nhà đỏ. Ngôi biệt thự này thì hẻo lánh, ít ai dám tới, vì qua truyền thuyết nghe kể lại của những người dân cư ngụ gần đó, thỉnh thoảng chợt nghe đâu đây tiếng khóc than vang vọng trong đêm tối, và bắt gặp vài bóng trắng vất vưởng đi lại trên những dãy hành lang khu biệt thự. Nơi đây cực kỳ vắng vẻ, nhưng là nơi độc nhất, không thấy đôi tình nhân nào dám bén mảng tới đây để tình tự. Chỉ đôi lúc người dân bắt gặp có mấy chú xì ke chui vào đây để chích choác. Sau năm 75 thì ngôi biệt thự này được giao cho một công ty thủy sản địa phương làm nhà kho, nhưng cũng chỉ để chứa các máy móc, phế liệu, đồ tạp nham thôi. Khoảng năm 86, do thiếu mặt bằng sản xuất nên công ty quyết định sửa chữa, cải tạo ngôi nhà đỏ thành văn phòng làm việc của công ty. Năm đó tôi là đội trưởng đội thi công của một đơn vị thanh niên xung phong, nhận thi công cải tạo cho ngôi nhà đó. Hợp đồng ký xong, tôi cũng làm đầy đủ thủ tục xem ngày để cúng bái khởi công. Đám công nhân thi công ở đây, tôi phải điều nguyên một đội thợ dân Công giáo ở nơi khác về để trực chiến thi công. Về đây để trực chiến thi công, rồi ngủ lại ban đêm để trông giữ vật tư xi măng, sắt thép và máy móc các loại. Một phần thì tôi nghĩ người Thiên Chúa giáo thì không sợ ma, hai là tuyển người địa phương không được vì ai cũng biết rằng nơi này lắm ma.
Sau khi đập phá, tháo dỡ xong, tôi theo xe tải vào Sài Gòn chở xi măng Hà Tiên về thi công theo tiêu chuẩn vật tư được cấp cho công trình. Lấy xi măng từ Sài Gòn chạy về tới Cam Ranh đã gần 8 giờ tối. Công nhân bốc xi măng vô kho xong là 10 giờ đêm. Mệt quá, tôi tắm rửa tại chỗ, ăn uống xong thì ngủ lại luôn để coi kho, vì chú thủ kho đã vô bệnh viện trông chừng vợ mới sinh. Những năm đó thì vật tư như xi măng, sắt thép, xăng dầu là của quý, có chỉ tiêu mới được mua, nên nó là món mồi ngon cho dân trộm cắp và kể cả công nhân tại công trường. Nếu không quản lý kỹ thì chỉ một lon đựng cơm làm chỗ chứa xi măng, mang về bán đã được hơn một ngày lương rồi. Còn sắp phi 8, phi 6 họ quấn quanh người mang về. Kho vật tư tôi bố trí ở các phòng rộng nhất, cửa có khóa. Căn kế bên là nơi ở dành cho công nhân ước chừng 30 người. Tôi bố trí như thế vì xóm gần đó khét tiếng là dân xì ke, anh chị chuyên nghề trộm cắp, và để nhỡ có trộm vào cậy cửa thì anh em công nhân nằm kế bên cũng dễ bề ứng cứu. Tối hôm đó, sau khi tắm rửa ăn uống xong xuôi, tôi cùng với anh em công nhân treo mùng ngủ. Do đã xếp được một chú cai thợ trải chiếu treo mùng nằm gần cửa phòng kế bên nên chúng tôi ngủ khỏe. Do mới đi đường xa về mệt mỏi, tôi đặt lưng xuống là ngủ rất nhanh. Lúc đang ngủ ngon giấc, tôi chợt giật mình vì có người nắm chân kéo thật mạnh và tiếng người đàn ông rất rõ: "Có trộm kìa!" Tôi vội vàng tung mền, không kịp mang dép chạy nhanh ra kho. Đến nơi chỉ thấy bốn bề trống tênh, gió lùa từng cơn lạnh ngắt, không có gì ngoài tiếng gió hú và nhìn mấy cửa kho vẫn còn khóa. Tôi lào bào đi vào, nghĩ mình đã quá lo sợ mất vật tư nên thần hồn nát thần tính. Tôi lại vào phòng, đang nằm lơ mơ chưa kịp ngủ thì tôi lại bị hiện tượng y chang lúc nãy kéo chân và nghe tiếng kêu. Tôi bật dậy chạy ra tiếp thì cũng không thấy ai. Vừa mệt vừa tức, tôi vơ lấy đèn pin dọi từng mặt 30 chú công nhân để xem chú nào nghịch ngợm phá quấy tôi. Kiểm tra thì thấy mấy chú đang ngủ rất ngon lành. Bực quá, tôi qua đập chú cai giáng thức xem ai kéo chân tôi. Sau khi yên trí, tôi lại đi ngủ. Và chẳng biết sau bao lâu thì chợt bị kéo chân, và vẫn cái giọng nam đó gọi có trộm. Lúc ấy do đã chuẩn bị trước nên tôi bật dậy hướng về phía có giọng nói phóng tới, ôm lấy để bắt quả tang. Ai ngờ tôi nhoài người mạnh quá, ôm không trúng ai mà dây mùng đứt tứ tung. Lúc này cả phòng mọi người đều giật mình tỉnh giấc ngơ ngác vì chưa hiểu chuyện gì. Tôi gỡ mùng ra, quay ra hỏi ngay chú cai là thằng nào giỡn như vậy. Chú cai trả lời: "Nãy giờ khi ngủ chú nằm yên theo dõi không thấy ai, chỉ thấy tôi vùng dậy té lăn đùng ra thôi." Không chịu được, tôi gọi dậy hết và hỏi tất cả mọi người ai đã giỡn, thú thật với tôi đi. Còn tôi tìm được là sẽ cho nghỉ việc cả nhóm chứ không phải là một người. Đang nói thì chợt nghe bên vách nhà kho có tiếng động lớn. Cả nhóm lật đật chạy qua xem. Tôi đã bật cửa kho và bật đèn lên nhưng cũng chẳng thấy ai. Nhưng khi cả nhóm vừa quay về phòng thì nghe rất rõ tiếng kéo ghế lẫn tiếng chân đi lại trong phòng. Chạy tới cửa ra thì thấy trong phòng kia trống hoác. Vậy mà lúc nãy nghe tiếng bàn kéo ghế rất rõ là sao? Không tin tưởng lắm, tôi bèn sai lính lấy 6 cái đèn pin tỏa ra đi kiểm tra tất cả các phương tiện và khu vực xung quanh. Sau khi kiểm tra không thấy gì, cả nhóm quay về lại định ngủ tiếp để bàn tán thì lại nghe có tiếng bước chân đi qua hành lang. Tiếng kéo ghế, tiếng mở tủ nghe kèn kẹt trong đêm làm giận người, và nhiều tiếng động khác nữa, lúc ở trong phòng này, lúc tìa phòng khác. Thật hết biết. Lúc đó nói thật là tôi không sợ nữa, mà bực bội tức mình không chịu được. Tôi chửi thế liên tục, cầm đèn pin rảo quanh đi tìm kiếm. Đi quanh vài vòng mà chẳng thấy ma nào, chỉ nghe thấy tiếng gió với sương mù trong đêm tối ma mị. Sáng hôm sau thức dậy, công việc thì vẫn bình thường. Đến trưa, hai công nhân đang tháo mái ngói thì cây đòn tay gỗ 5x10 thấy còn tốt chán, đột nhiên gãy phăng một cái, kéo theo cả một góc mái cùng hai chú thợ rơi xuống trước mặt tôi. Trộm vía, một chú khi rơi xuống thì chụp được, còn chú kia thì may mắn rơi xuống ngay cái đống cát. Điều rất lạ là người rơi xuống trước, còn đống cây gỗ rồi ngói rơi sau từ độ cao gần 6 mét. Vậy mà cả hai người chỉ bị chảy xước sơ sơ thôi. Thật là hên. Đến đây tôi cũng biết sợ rồi. Tôi đi hỏi thăm mấy cụ cao niên chỉ dẫn cúng kính một mâm cỗ lớn, và thường thì đầu tháng, giữa tháng cúng hoa quả, trái cây, tiền giấy âm phủ. Sau đó mọi sự đều yên ổn cho đến ngày bàn giao. Hôm đó tôi lên chùa thì gặp sư cô trụ trì, nghe chuyện má tôi kể lại cho sư nghe. Sư cô nói
Tôi may mắn nhờ phước lớn, chứ không các oan hồn chết oan, họ mạnh lắm, có thể gây tai họa khủng khiếp cho tôi mà tôi không biết được. Quả là hú vía. Mãi sau này, trong lần nhậu riêng hai chú cháu, chú cai già mới cười khà khà, bật mí là cả nhóm thợ Thiên Chúa giáo và cả bản thân chú đều bị ma phá từ đêm đầu tiên khi về đây. Ai thì cũng bị, không riêng gì tôi. Chú nói tụi nó tối đi tè cũng rủ nhau đi cả bầy, chứ không dám đi lẻ tẻ. Có điều tụi nó không nói ra mà thôi. Trước khi mới tới đây chỉ có 2-3 đứa đeo thánh giá, giờ thì thằng nào cũng đeo cho đỡ sợ. Câu chuyện vẫn chưa kết thúc. Sau khi tôi hoàn thành nghiệm thu, bàn giao cho công ty rời văn phòng về, thì 3 tháng đầu tiên các sự việc như kéo ghế, có người ho, tiếng mở cửa kèn kẹt, tiếng chân liên tục xảy ra trong đêm. Nhưng khi đến kiểm tra thì vẫn y nguyên, và không có ai cùng nhiều hiện tượng bất thường khác xảy ra. Do công trình có bảo hành nên lính của tôi lâu lâu lại sửa chữa các hư hỏng vặt, có về báo lại sự việc trên. Nhân tiện có lần tôi đi công tác ghé qua gặp bác trưởng phòng hành chính của công ty và nói thật về chuyện mà tôi từng gặp, cách hóa giải các hiện tượng trên, thì bác ấy rất ngạc nhiên. Vì xưa nay ở địa phương tôi nổi tiếng không sợ trời, không sợ đất, mà giờ phát hiện ra sợ ma. Tôi cũng nói tin hay không thì tùy bác, nhưng cứ thử âm thầm đêm bác trực, bác cúng thì đố ai mà biết mà quy kết cho được. Còn lỡ mà bị bác gặp thì bác cứ đổ thừa cho sếp, vì chắc là sếp không nỡ hại bác đâu. Nghe đâu là bác cũng cúng nên sau đó thỉnh thoảng ghé rủ bạn tôi đi nhậu. Gặp bác thì nháy mắt hỏi thăm, thấy bác cười gật đầu và đưa ngón tay cái lên là tôi biết vẫn ổn rồi. Ngoài ra tôi còn gặp nhiều chuyện không thể lấy khoa học ra giải thích được. Riêng tôi tin có thế giới tâm linh, nhưng thiện bao giờ cũng thắng ác, cho nên ông bà nói ác lai ác báo là rất đúng, ở hiền ắt gặp lành thôi. Các bạn thân mến, như vậy là câu chuyện do tài xế kể về những khách sạn, căn nhà trọ và ngôi nhà ma ám đã khép lại video ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.